Rồi ok, hello, chào tất cả em nha. Rất vui chưa nhỉ? Bắt đầu chơi thôi. Hôm nay thì thầy sẽ cho các bạn một số cái cách để chúng ta có thể xác định cái phần một số bài toán về góc cho nó hiệu quả hơn. Ok nhỉ? Cái tập tài liệu này thầy đã gửi cho bạn từ lúc trưa rồi. Bạn nào chưa có thì lên ngay trên cái link Liver của cái buổi ngày hôm nay, có link tài liệu kèm luôn. Ok chưa? Nhá. Mình bắt đầu chơi thôi, mình bắt đầu chơi thôi nhá. Ok. Rồi rồi, chơi thôi. View nó vẫn còn yếu lắm, vì hôm nay mới có hơn 70 bạn thôi. Thì những bạn nào mới vào ủng hộ thầy bằng cách là like, share và nhiều hơn để cái lượng view nó lên đa số, mình quẩn với bung gọi được nhá. Ôi chà, nay thì sẽ có khá nhiều cái kỹ thuật hay để chúng ta có thể làm được cái phần góc này nó hiệu quả. Ok, giờ view mới có tầm khoảng hơn 70 thôi nhá, thì thời gian nó cũng không còn sớm nữa, thì thầy sẽ chơi các bạn thôi nhá. Bạn nào thấy hay thì cố gắng là ủng hộ thầy để cái view nó lên đa số đẹp đẹp tí, quẩy nó mới bung lụa được đúng không? Rồi, thuốc lào nó phải ba số nó mới hay. Ok, rồi bắt đầu chơi thôi nhá, bắt đầu chơi thôi. Bạn nào có tài liệu rồi thì mà cùng làm comment nào bên dưới nhá, cùng làm comment nào bên dưới nào. Ok chưa, hơi lẻ á. Ok, giờ mình bắt đầu chơi thôi nhá, mình bắt đầu chơi thôi. Mở á, bạn nào thấy mờ thì tự xe về thoát ra rồi vào lại nhé. Bạn nào thấy mờ thì xe về thoát ra vào lại. Tài liệu thì có trên bài ghim rồi nhé. Đó, chúng ta cùng làm comment down bên dưới nào nhé. Thời gian nó cũng không còn sớm nữa, mình bắt đầu chữa thôi, không muộn mất. Ok, đi vào câu số 1 nào. Câu số 1 nhé. Câu số 1 nào, câu số 1 nào. Rồi, thầy chưa thấy các bạn comment down bên dưới nhé. Chúng ta cùng làm comment down bên dưới nhé. Được chưa? Câu số 1. Cho cái hình lập phương và nó hỏi khẳng định nào sau đây là sai, thì đây nó vẽ qua qua được cái hình lập phương trước đi nhá. Vẽ qua qua một hình lập phương như này đi. Ổn chưa? Đó, cái hình lập phương như này này. Ok, đây là hình lập phương nhá. Đấy là ABCD này. Đây là A1, B1, C1 và D1. Ổn chưa? Rồi, nó kia nó bảo là góc giữa AC là thằng này. AC và B1 D1 bằng 90 độ. Thì câu này đúng rồi, nó là khẳng định sai nhá. Đấy, câu một khẳng định sai này, ổn chưa? Mấy câu đầu nó nhẹ nhàng mà chúng ta khởi động qua một chút xíu để nó vào nhịp, rồi chúng ta vào mấy câu sau nó khó hơn. Ổn chưa? Rồi, lên ba số rồi, view lên ba số đẹp đẹp rồi. Ok, rồi mình bắt đầu quẩy thôi nhá, mình bắt đầu quẩy thôi. Các bạn cùng làm comment down bên dưới nào nhá, cùng làm comment down bên dưới nó mới đông vui, nó mới quẩy, nó mới hăng được. Ổn chưa? Rồi thì câu này đúng rồi này, chúng ta thấy B1 D1 thì nó song song với BD chưa, mà đây BD với AC thì hai đường chéo hình vuông rồi đúng không? Đấy, hình lập phương, đấy ACBD hai đường chéo hình vuông thì thầy chắc chắn vuông nhau thì góc 90 A loại nhá. Đấy, nó hỏi khẳng định sai mà. Câu B này, nó bảo góc giữa B1 D1 là thằng này với lại góc AA1 bằng 60 độ, là câu này sai này. B sai rồi, B lom chom rồi. Đấy, khoanh B luôn. Thì đây các bạn thấy này, AA1 nó cái chiều cao như này thì nó vuông với mặt đáy đúng không? Đấy, AA1 nó vuông với lại cả cái mặt này thì nó sẽ vuông với B1 D1 thôi. Thì góc này phải bằng 90 độ chứ không bằng 60 đâu. B sai nhá. Ôi chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy AA1 chưa? Nó vuông với cái mặt đáy bên trên này này. Đó, nó vuông mặt đáy bên trên này thì nó sẽ vuông với B1 D1 thôi nhá. Thì góc này phải bằng 90 cơ. Ok. Đấy, một chọn B nhá, một chọn B. Ok, sang câu số 2 nào. Nhá, mấy câu đầu nó khởi động qua qua đi nhá. Đấy, còn những câu khó nó sẽ tập trung ở cuối, chúng ta cứ khởi động từ từ đúng không? Đấy, làm cái gì cũng thế đúng không? Đá bóng phải khởi động từ từ nó mới giãn gân cốt ra thì làm vào đá mới hay được. Ok nào, câu số 2 nào. Câu số 2 nhá. Nó cho tứ diện ABCD à? Câu số 2 thì tứ diện thì chúng ta vẽ tứ diện thôi nhá. Vẽ tứ diện như này. Cho một tứ diện ABCD như này. Đây. Đấy, các bạn vẽ bừa một tứ diện đi. ABCD nhá. Đấy, tứ diện như này. Nó gọi Y là trung điểm của BC này. Y là trung điểm BC đây. Z là trung điểm của CA thì Z đây. Đấy. Và K là trung điểm của BD thì K đây. K đây. Ok chưa? Rồi nó bảo khi đó góc giữa AB và CD này nhá, đây là gì này, hỗ trợ gì cả, góc giữa AB và CD thì các bạn nối ra, nối cho thầy cái thằng IG với lại IK và như này này. Đó, ổn chưa? Thì chúng ta thấy ngay là gì nhỉ, AB song song với lại IG này đúng không, AB song song với IG chưa? Đấy, vì tính chất đường trung bình nhá. Đấy, trung điểm IG đường trung bình của tam giác này đúng không? Đấy, CD lại song song với IK này đúng không, nhìn biết ngay CD song song với IK vì IK đường trung bình của tam giác BCD này, chuẩn chưa? Vậy thì góc giữa hai đường thẳng AB và CD nó chính là góc gì nhỉ? GIK này, GIK nha, GIK thì nó chính là câu số 2, chọn được ngay đáp án A đẹp dài rồi. Đó, thế thôi nhá. Góc giữa hai đường thẳng thì chúng ta những câu như này thì nhìn trung điểm thì nó phải quy về
hai cái đường thẳng mới song song, ok chưa? Rồi, đó chúng ta cứ làm từ từ thôi, nó sẽ nhẹ nhàng nhá, nó sẽ nhẹ nhàng. Mấy câu đầu là mấy câu để chúng ta tưởng tượng hình nó tốt hơn thì thầy đưa vào để có lại có thể là làm cho nó hiệu quả hơn, ok chưa? Rồi, bắt đầu từ câu số 3 nào, bắt đầu tính góc cụ thể rồi này nhá. Đấy, bắt đầu từ câu số 3 tính góc cụ thể rồi. Đấy, hai câu đầu thì khởi động qua để chúng ta làm qua vài cái hình thôi để tưởng tượng hình nó tốt hơn. Ok, câu 3 nào. Câu 3 nào. Nhá. Đấy các bạn cùng nào có bạn nào dưới nào nhá, cùng nào có bạn nào dưới lên 101 rồi, 101 rồi. Đấy, nay xem là lên đầu hai được không nhỉ? Ok. Câu số 3 nào nhá. Đấy, hôm nay thì sẽ quẩy các bạn cái phần xác định góc này nó đẹp ra hết thôi. Hôm nay tầm khoảng 25 câu nhá. Chúng ta sẽ làm được cái phần góc này nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Rồi, nhìn thấy SA vuông về đáy chưa? Đấy, cái mô típ này SA vuông về đáy các bạn phải vẽ ngay cho thầy như này nhá. SA vuông về đáy thì không cần biết nữa là chúng ta cứ vẽ như này thôi. SA vuông về đáy này thì nó sẽ có cái mô típ như này. Đấy, đáy là ABC thì đây là SA BC, chuẩn chưa? Nhìn thấy SA vuông về đáy là phải vẽ ngay cái khung này rồi nhá. Đấy, SA vuông về ABC vẽ ngay cái khung này cho thầy. SA một này. Đấy, các bạn học thầy thì biết rồi nhá, trong tất cả các bài toán chọn hết đàm một cho thầy nhá, cho A chọn hết đàm một để tính toán nó nhẹ nhàng hơn, để tính toán nhẹ nhàng hơn chọn hết đàm một cho thầy nhá. Đây là SA một này, tam giác ABC đều cạnh một chưa, ABC đều cạnh một này, ABC đều cạnh một đây, đấy một 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 như này, chuẩn chưa? Và tính góc giữa FB và ABC này, góc giữa đường với mặt, thì ở đây góc giữa đường với mặt thì các bạn tiến hành theo hai bước cho thầy. Bước một là tìm giao điểm nhá, tìm giao điểm giữa FB và mặt đáy, SB với mặt đáy thì nó giao điểm là điểm B rồi. Bước 1 giao điểm chính là điểm B nhá. Giao điểm là điểm B này. Ok chưa? Bước 2. Bước 2. Đó cho các bạn tìm hình chiếu của đỉnh còn lại thì đây SB này có giao điểm là B rồi, giao điểm là B rồi thì chúng ta phải tìm hình chiếu của S. Hình chiếu của S trên cái mặt đáy thôi, trên ABCD, trên ABC nhá. Đó bước số 2. Giao điểm này, góc giữa đường với mặt tìm giao điểm chính là một trong hai cái đỉnh này thôi, giao điểm là một trong hai đỉnh này thì đây chúng ta biết được ngay giao điểm là điểm B nhá. Bước số 2, hình chiếu của đỉnh còn lại chính là hình chiếu của S trên đáy, nó chính là đỉnh A này đúng không? SA vuông với đáy thì hình chiếu của S trên đáy chính là A rồi, vậy thì góc nó chuyển về góc giữa FB với đáy, chuyển về góc giữa FB và AB và nó chính là góc FBA. Đó, góc FBA nó rất nhẹ nhàng, các bạn tiến hành theo đủ hai bước cho thầy nhá. Tìm giao điểm là B này, hình chiếu của S trên đáy là A thì góc giữa FB với đáy chính là góc FBA, nó chính là góc này, nó chính là thằng này này. Đấy, ok chưa? Nó chính là góc FBA nhá. Và đấy các bạn thấy ngay được là gì nhỉ? Thấy ngay được là tam giác SAB là tam giác vuông cân tại A này, có hai cạnh đều một luôn rồi thì ở đây góc B bằng 45 độ này quanh C nhẹ nhàng luôn, rất rất nhẹ nhàng. Ok chưa? Đấy, mấy cái đầu nó khởi động nhẹ nhàng thôi nhá. Ok, mình sang câu số 4 nào. Câu số 4. Câu số 4 nào, nó cho hình chóp SABC đáy là tam giác đều này. Đấy, ok. Hình chiếu của S trên mặt đáy trùng với trung điểm H của cạnh BC thì đây, cái mô típ nó thuộc cái dạng là mặt bên vuông với đáy nhá. Mô típ thuộc cái dạng mặt bên vuông với đáy thì các bạn vẽ cái khung cho thầy như này. Đấy, mặt bên vuông đáy vẫn vẽ khung như này. Bước 1 vẽ đáy trước nha. Bước 2, hình chiếu S trên đáy thì nó kẻ thẳng xuống như này. Đấy, thì nó sẽ có được ngay cái khung. Ok, xong khung rồi thống kê giả thiết lên, đây là S này, B, C và A chưa? H là trung điểm BC thì hình chiếu của S trên đáy chính là H nha. Đấy, ok, SH chính là chiều cao này. Ổn chưa, ổn chưa? Nhá. Đấy thì cái dạng này hình chiếu bao giờ vẽ được hình chúng ta cũng phải tìm cái chiều cao trước nhá. Tìm chiều cao chúng ta mới có được cái đỉnh thì chúng ta mới vẽ nó được hình nó chuẩn một chút thì chúng ta làm mới ổn được nhá. Rồi, đáy tam giác đều cạnh một này, đáy tam giác đều cạnh một hết nhá. BC một này. Ok. Đáy tam giác đều cạnh một này. Mặt phẳng SBC cũng là tam giác đều này, SBC cũng là tam giác đều cạnh một hết đúng không? Vậy thì SB bằng SC bằng BC bằng một này, BA cũng bằng một này. Ôi giời, tính số đo của góc giữa SA và mặt đáy. Góc giữa SA và mặt đáy thì chúng ta biết được ngay giao điểm là A này. Bước 1 giao điểm là A nhé. Hình chiếu của S trên đáy H rồi thì góc của chính là góc SAH này này. Đó, góc cần tìm góc phi. SAH nha. SAH thì chúng ta tính hai cạnh SH với SA cho thầy thôi. SH với HA cho thầy là xong thôi nhá. Cho biết được ngay hai tam giác SBC, SBC và ABC là hai tam giác đều cạnh 1 rồi thì ở đây chúng ta biết được ngay là gì nhỉ? Hai chiều cao SH bằng HA nhá, bằng căn 3 chia 2 ngay, đúng chưa? Đấy, nhắc đến tam giác đều cạnh 1 thì chiều cao các bạn phải nhớ ngay nhá. Chiều cao của tam giác đều cạnh 1 thì SH nó bằng HA bằng căn 3 chia 2. Nhớ nhanh cho thầy nhá. Tất cả các tính chất của tam giác đều về chiều cao này, diện tích này, bán kính đường tròn, ngoại tiếp, nội tiếp các bạn phải nhớ hết để làm mấy cái phần hình này nó mới nhanh được nhá. Tam giác đều cạnh 1 này, chiều cao bằng căn 3 chia 2, chiều cao căn 3 chia 2. Ok nhá. Rồi, thì đây thấy ngay là tam giác này vuông căn tại H rồi. Vuông căn tại H thì phi 45 độ nhá. Đây này, vuông căn tại H rồi.
SH bằng HA thì lệch đi đâu được nữa nhá. Ok, đa ra được đáp án. Ok chưa? Câu 4 là đáp án B. Ổn chưa? Ổn chưa nhỉ? 4B nhá. 4B đặt dài rồi. Ok, sang câu số 5 nào. Câu số 5. Tiếp tục nào, tiếp tục. Đấy, chúng ta cứ làm từ từ sẽ ra được hết thôi. Từ từ ra hết câu số 5 này. Chuẩn dạng thế đang vuông đáy chưa? Đó, chuẩn dạng ela vuông đáy này, mô típ thì chúng ta vẽ đáy trước này, sau đó thì có khung thôi nhá. Đó, chuẩn ela vuông đáy thì ela kẻ thẳng xuống thôi. Đó, vẽ đáy này. Ela kẻ thẳng xuống. Đó, cứ kẻ từ từ thôi nhá. Đó, mấy câu đầu nó là mấy cái câu để chúng ta có thể là làm nền được rất tốt nhá. S này, E, B, C và D chưa? Rồi, đáy hình vuông cạnh một này. Ela nó cho bằng căn 6 chia cho 3 chưa? Ela cho bằng căn 6 chia 3. Alpha là góc giữa SC với đáy này. Góc giữa SC với đáy thì các bạn xác định rất nhẹ nhàng thôi, giao điểm là C này, hình chiếu S trên đáy là E rồi thì nó chính là góc SCA này, góc cần tìm là SCA đây, nó phi chuẩn chưa? Đấy, để tìm cái thằng này chúng ta vẽ riêng cái tam giác SAC ra thôi nhá. SAC ra, SAC như này, vuông tại E đúng không? Đấy, SA vuông cái đáy thì nó vuông AC thôi. SA nó bằng căn 6 chia 3 này, AC thì là đường chéo của hình vuông này, đáy hình vuông cạnh E chưa, thì AC bằng căn 2 đấy, chuẩn chưa nhá. Đáy hình vuông cạnh một thì đường chéo bằng căn 2 thôi. Giờ góc phi là góc C này, tìm góc phi bằng bao nhiêu nhỉ? Phi ở đây nó sẽ chính là bằng, chúng ta tìm tan phi đi. Tan phi nó chính bằng SA chia AC này. Bằng bao nhiêu nhỉ? Căn 6 chia cho 3 chia, bằng căn 3 chia 3 đây. Đúng chưa? Bằng căn 3 chia 3 suy ra ngay được cái góc này nó chính là bằng bao nhiêu nhỉ? 30 độ nhá. 30 độ, thế thôi. Thế thôi nhá. Tan phi bằng căn 3 chia 3 suy ra ngay 30 độ thôi. 15 ra được. Câu 5 là ra bằng B nhá. Đấy, thế thôi. Nhá, rất nhẹ nhàng, chưa cần đặt Casio gì cả đúng không? Mấy câu này là cứ vẽ cung chuẩn ra là làm được hết thôi. Mấy câu đầu thì cho tương đối dễ để các bạn có thể là làm nền nó tốt hơn. Rồi, ok, sang câu số 6 nào nhá. Câu số 6. Vẫn còn từ từ đi. Vẫn còn mấy câu đầu vẫn còn rất chậm như này còn gì nữa nhá. Đấy, chúng ta cứ xem về thoát ra vào lại, câu nào chưa xem kịp thì xem lại vài lần sẽ hiểu thôi nhá. Thầy chữa rất chậm rồi nhá, chữa rất chậm rồi. Ok, lên 130 rồi nào, lên 130 rồi. Các bạn nào thấy hay thì chúng ta ủng hộ thầy một cách like share bài nhiều hơn nhá, để cái lượng view cho nó lên được 2 số không nhỉ. Này lên được 200 không? Đấy, lên 200 thì mấy câu cuối còn rất nhiều cái skill hay. Ok, câu 6 nào. Đấy, câu số 6 nhá. Chọc SABC này, đấy là tam giác vuông. Nói nhiều thế thì chúng ta mới có thể là tỉnh ngủ được đúng không? Chứ nói là đều đúng không? Học sinh đi ngủ hết rồi. Ok, câu số 6 nào. Câu số 6 nhá. Nhìn thấy cái gì chưa? Hình chiếu của S trên đáy trùng với trung điểm BC này. Đấy thì cái mô típ này vẫn có mô típ khung như này rồi. Đấy, mô típ như này. Hình chiếu S trên đáy trung điểm của BC thì như này. Đấy, thế thôi, có khung nhá. Xong cái khung thì chúng ta làm thống kê giả thiết lên thôi nhá. Đây là S này. Đây là chính là B này. C này, A chưa? SH nha. Rồi, SA ở đây nó cho bằng 1 chưa? SA 1. Cạnh huyền BC cũng bằng à ok, cạnh huyền BC 1 nhé, BC 1 này. BC 1. Hình chiếu vuông góc của S lên đáy trùng với trung điểm BC này. SA cũng bằng 1 rồi này. Ok. Số đo của góc giữa SA và mặt đáy, góc giữa SA và mặt đáy chính là góc FAH thôi. Đây góc này bình thường thôi đúng không? Đấy thì các bạn làm bình thường, làm bình thường cho SA rồi này. Tam giác ở đây nó cho SBC đúng không? SBC này, trùng với trung điểm thì các bạn biết ngay tam giác SBC chính là tam giác cân rồi nhá. SBC chính là tam giác cân rồi. Mà ở đây nó bảo là gì nhỉ? Tam giác ABC vuông, tam giác vuông này cạnh huyền BC thì là vuông tại A chưa? Vuông tại A này, đúng chưa? Vuông tại A thì đường trung tuyến này, đường trung tuyến BC này đúng không? HA chính là đường trung tuyến đường với cạnh huyền. HA chính là đường trung tuyến đường cạnh huyền, một nửa cạnh huyền thôi. HA là 1/2 này, đúng chưa? Thì chúng ta tìm được góc phi này, góc phi là cos phi 1/2 đúng không? Cos phi. Đó. Góc phi cần tìm chính là góc SAH nhá, SAH này này. Phi chúng ta thấy được cos phi ngay 1/2 rồi đúng không? Xuyên ngay phi 60 độ, thế thôi nhá. Câu 6 là C rất nhẹ nhàng thôi, đúng chưa? Đó, các bạn phải tìm HA này nhá. Ok chưa? Nó bảo tam giác ABC vuông vuông này này, vuông tại A nhá. Vuông tại A, cạnh huyền BC mà thì chắc chắn phải vuông tại A rồi. Đấy thì HA nó bằng một nửa BC thôi. Nhá. Rồi, ok. Đấy là câu số 6. Đấy là câu số 6. Chuẩn chưa? Sang câu số 7 nào. Mấy câu đầu thì khởi động qua qua thôi. Bắt đầu từ câu số 7 chắc là khó hơn một chút rồi, đúng không? Ok, sang câu số 7 nhá. Câu số 7 này. Chuẩn cái dạng mô típ ela vuông với đáy chưa? Đấy, ela vuông đáy. Rồi, vẽ khung cho thầy nào. Vẽ khung cho thầy thì cái khung như thế này. Vẽ đáy trước này. Đấy, ela vuông đáy thì kẻ thẳng như thế này. Xong khung nhá. Thế thôi. Thế thôi. SABC này. Rất nhẹ nhàng nhá. Xong khung rồi. Giờ thống kê giả thiết đây thôi. Thống kê giả thiết đây này. Tam giác ABC không vuông này.
H là trực tâm của tam giác ABC nữa, chấm bừa một cái điểm H đi nhá. K là trực tâm của tam giác FBC thì chấm bừa điểm K đi nhá, K đây đi. Ok chưa? Trực tâm thì chúng ta sẽ có được ngay là gì nhá? Chúng ta có được ngay là BH nó vuông AC chưa? BH vuông AC này. Chờ đó. Đấy, BK nó cũng vuông SC này. Đấy, chúng ta nối vào. Chờ chưa? Thì ta gọi là BK đây nó gọi là MN đi, đúng chưa? MN đi. Ổn nhá. Đấy, thì đây nó bảo cái gì nhỉ? Số đo của góc tạo bởi SC và mặt phẳng BHK này, nhá, mặt phẳng BHK, chờ chưa? SC mặt phẳng BHK là mặt này này, chờ chưa? Đấy là cái mặt BHK là mặt này. Đấy, nó bắt tính góc giữa SC mặt BHK thì câu này nó nhìn biết ngay, nó chứng minh được ngay. Chứng minh được ngay SC nó vuông với mặt phẳng BHK đây. Đúng không? SC vuông với mặt phẳng BHK nhá. Tại sao lại vuông? Vì ở đây chúng ta biết được ngay K là trực tâm nhá. Trực tâm là giao ba đường cao nhá. Trực tâm là giao ba đường cao thì chúng ta có ngay BK vuông góc với lại SC tại M này, đúng chưa? BK vuông với SC tại M vì K là trực tâm mà. Đấy, ổn chưa? Vì BK vuông góc với lại SC tại M. Ổn chưa? Tiếp tục, có H là trực tâm đúng không? Có H là trực tâm thì chúng ta sẽ chứng minh được ngay là gì nhỉ? BH này vuông góc với lại gì nhỉ? BH vuông góc với lại AC tại N chưa? Đấy. BH vuông với AC tại N mà ở đây chúng ta có lăng ai là BH nó lại vuông với lại SA nữa. Vì SA vuông đáy, SA vuông với đáy, được chưa? SA vuông đáy thì SA vuông BH thì ở đây từ hai điều kiện này các bạn suy ra ngay là BH vuông với mặt phẳng SAC, đúng không? BH vuông với mặt phẳng SAC. Đó, từ BH vuông với mặt phẳng SAC suy ra ngay ra được ngay là BH nó sẽ vuông với SC thôi. Đó, từ 1 và 2 này này, 1 và 2. BH vuông với lại SC này, BK cũng vuông SC xuyên ngay. SC vuông với mặt phẳng BK và góc chúng ta chứng minh được góc 90 độ. Ôi chưa, đây là câu số 7. Đây câu số 7. Câu này câu điển hình câu chứng minh góc đường vuông với mặt, chứng minh đường vuông với mặt. Ok nhá. Đấy là cái câu số 7. Đấy là câu số 7. Ok, mình sang câu số 8 nào. Đấy, bắt đầu từ câu số 8 rồi, câu số 7 đi là level nó tăng lên một chút xíu rồi nhá. Đấy nó không còn dễ như câu đầu đâu, mấy câu đầu thì cho để khởi động thôi. Mấy câu đầu khởi động thôi đúng không? Đấy, ok, sang câu số 8 nào. Câu 8 nào nhá. Câu 8 này. Đấy, nó cho SABCD này, SABCD. Đấy, vuông này. Các bạn cùng làm comment down dưới nào. Cùng làm comment down dưới. Ok, nay lên 137 rồi đấy, trăm hơn 130 rồi. Hy vọng là những buổi sau chúng ta lên được 200 quẩy nó bung lụa hơn, sẽ còn rất nhiều cái chuyên đề hay hơn cho bạn nhá. Từ giờ đến lúc thi sẽ có rất nhiều chuyên đề hay nữa. Ok. Câu số 8 nào, câu số 8. Chuẩn SA vuông cái đáy chưa? Đấy, SA vuông cái đáy thì chúng ta có khung nhá. Có khung như sau này, có khung như sau. SA vuông cái đáy, đáy vuông thì vẽ như này. Đó, có khung như sau. Thế thôi. Thế thôi. SA vuông đáy như này này. Mấy câu khó nó còn ở cuối cơ, mấy câu đầu thì vẫn cho nó còn dễ mà để chúng ta có thể là làm từ từ đúng không? Tăng từ từ không sốc. Rồi, ABC. Đó, ABC. Ôi giời. ABCD này. Rồi, SA nó cho căn 6 này. Nó cho căn 6 nhá. Alpha là góc giữa SC và đáy thì các bạn quen rồi nhá, thì câu này viết được ngay gọi SCA này nhá. Bây giờ phi này bằng góc SCA nhá. Đó. Ôi chưa? Giao điểm là C này, hình chiếu S trên đáy này A thì góc giữa SC với đáy là góc SCA thôi. Mà đây đáy vuông cạnh 1 rồi. Đáy vuông cạnh 1 rồi, AC căn 2 chưa? Thì đấy các bạn suy ngay tan phi này. Tan phi nó chính bằng SA chia AC nhá. Đấy nó bằng căn 6 chia căn 2 bằng căn 3 rồi. Đấy tan phi bằng căn 3 suy ngay phi bằng 60 nhá. Đấy, những câu sau thì tăng tốc lên một chút xíu nhá. Đấy thì những câu này các bạn nhìn hình các bạn nhẩm nhanh thôi, nhẩm nhanh thôi nhá. Câu 8D, 8D. Đấy, rất nhẹ nhàng, đúng không? Ok nhá. Đấy là cái lợi hại của bạn chọn luôn hàng một đúng không? Các bạn làm cho các bài toán chọn hàng một thì nó sẽ rất nhẹ nhá. Chúng ta không cần phải để ý đến cái thằng A nữa, không cần phải để ý thằng A nữa. Ok, câu số 9 nào. Câu số 9 nào. Vẫn là SA vuông đáy này, đấy chuẩn mô típ này, SA vuông đáy các bạn lại có khung tiếp này. Lại có khung tiếp rồi thầy nhá, câu số 9. Ổn chưa? Đó, cứ SA vuông đáy chúng ta lại có khung thôi. Chuẩn cái bài toán cái mô típ phần nào thì chúng ta vẽ khung phần đây nhá. SA hình nó dễ mà, ABC. Ôi trời. Rồi, chúng ta có được gì nhỉ? Tam giác vuông cân tại B nhá, vuông cân tại B này này. Vuông cân tại B chưa? Thì chúng ta biết rằng AB bằng BC này. Nó cho SA bằng 1 này. Đó, SA bằng 1. Rồi, AB bằng BC bằng 1 này. Đấy, AB bằng BC bằng 1. Tính góc giữa mặt phẳng SAC và SBC này. Đấy, câu số 9 nó nâng trình lên một chút xíu rồi nhá. Tính góc giữa mặt phẳng SAC và SBC. Thì câu này các thầy chữa các bạn theo hai cách. Cách 1 và cách 2 nhá. Cách 1 thì nó làm tự luận bình thường, cách 2 nó sẽ làm Casio.
bằng cách tọa độ hóa thì nó sẽ sử dụng một số cái kiến thức của lớp 12 một chút, nhưng mà ở lớp 11 các bạn chưa biết ý, thì các bạn chỉ cần áp dụng công thức cho thầy thôi nhá. Đó, nó sẽ Casio nó sẽ sử dụng một số công thức của lớp 12, nhưng mà nếu lớp 11 các bạn chưa học cái phần này đó, các bạn lớp 11 chưa học phần này, chúng ta chỉ áp dụng công thức thầy cho là chúng ta sẽ ra ngay thôi, mà chúng ta sẽ ngắn gọn hơn rất nhiều, đúng không? Ok, đấy là câu số 9 nhá. Câu số 9 rất quan trọng, các bạn để ý ở đây, thầy chữa các bạn theo hai cách nhá, để bạn làm nền này, làm nền có thể làm được những cái bài xác định góc nó khó hơn nhá, xác định góc khó hơn. Ok chưa, để ghi vào đấy. Hơn 300 em đang chú ý câu số 9 thì comment điên đảo này xem nào. Đấy, ok chưa, để chúng ta chốt câu số 9 này nhá, có rất nhiều phương pháp đẹp dài này. Ok chưa, để lượng view tăng lên một chút xíu nào. Câu 9 chữa theo hai cách nhá. Tự luận thì ở đây các bạn gọi trung điểm của BC cho thầy là trung điểm AC là Y đi, chấm này, chúng ta kẻ BI nhá, kẻ BI như này này, Y là trung điểm BC thì Y là trung điểm AC nhá, các bạn sẽ thấy được ngay BI nó sẽ vuông góc với AC chưa, ổn chưa, nhá. Rồi tiếp tục từ Y các bạn kẻ vuông góc với SC nhá, các bạn kẻ vuông góc với SC thì bạn sẽ được cái thằng này, đây các bạn kẻ từ Y kẻ vuông góc với SC đi. Đó, cho có được ngay đây, cái hình nó hơi xấu một chút nhá, hình hơi xấu một chút, đây đây là Y đi nhá, Y là trung điểm của AC nhá, các bạn kẻ IH đi, IH vuông góc với SC, tại H thì các bạn sẽ thấy được ngay góc cần tính, nếu mà tự luận nhá, đấy là làm theo cách số 1, góc cần tính góc giữa mặt phẳng SAC và SBC nó chính là góc SIH, hay quên, góc góc là IHB nhá, góc cần tính chính là góc IHB. Đấy, góc cần tính chính là góc IHB, đấy là tự luận, đấy là tự luận IHB, được chưa? Tại sao lại là góc IHB thì thầy sẽ giải thích như sau này, thầy sẽ giải thích như sau, các bạn để ý vào cho thầy nhá. Thì để tính xác định góc giữa hai mặt phẳng này SAC và SBC này, chúng ta phải tìm được cái mặt phẳng vuông góc với giao tuyến. Bước 1 các bạn phải tìm được cái mặt phẳng mà nó vuông góc với giao tuyến AC. Vuông góc với giao tuyến AC. Đấy, thì đấy các bạn sẽ tìm được cái mặt phẳng vuông với giao tuyến AC, đó chính là cái mặt phẳng IHB này nhá. Chúng ta có được ngay IHB nó vuông góc với lại AC, SC nhá. Đó, giao tuyến SC. Ok chưa? Mặt phẳng vuông với giao tuyến SC nhá. Thì chúng ta tìm được cái mặt phẳng IHB này, vuông góc với giao tuyến SC, ok chưa? Vuông góc với giao tuyến SC này. Đấy, tại sao lại vuông góc? Thì đây các bạn sẽ thấy được ngay là SC này, chúng ta thấy được IB nhá. Y là trung điểm của AC nhá. Các bạn thấy được tam giác IB nó sẽ vuông góc với lại AC chưa? Đấy, vì Y là trung điểm, tam giác vuông cân, đúng không? IB vuông góc AC nhá. IB nó lại tiếp tục là vuông góc với SA, đúng không? Đấy, vì SA vuông về đấy. Thì đây, từ đây các bạn suy ra ngay IB nó sẽ vuông góc với lại thằng mặt phẳng SAC, và suy ra ngay IB nó sẽ vuông góc với lại SC chưa? IB vuông với SC nhá. Mà đây các bạn lại kẻ IH, kẻ IH vuông góc với lại SC, kẻ IH vuông góc với SC, thì đây chúng ta có được ngay là gì nhỉ? SC nó chính lại vuông góc với IH nữa. Thì từ hai điều này các bạn suy ra ngay là SC nó vuông góc với cái mặt phẳng IBH thôi. Và góc cần xác định ở đây nó chính là góc IHB, Ok chưa? Bây giờ các bạn tự luận các bạn sẽ phải tìm cái góc này. Tìm góc này thì nó phải tìm các cạnh thôi, tìm các cạnh bằng cách là tìm IH và IB cho thầy nhá. Tìm góc này thì các bạn phải tìm IH. IH này, IB cho thầy. Nhá, IB dễ rồi, IB rất dễ rồi đúng không? IB nó chính là gì nhỉ? Đường trung tuyến đứng với cạnh huyền của tam giác vuông rồi thì IB nó bằng căn căn 2 chia 2 đấy, đúng chưa? Nhá, AC bằng căn 2 thì IB một nửa AC thôi. Đấy, xong bằng IB này, đúng không? Đấy, tam giác, các bạn vẽ riêng tam giác IBH ra nhá. IBH ra như này này, I đây. Đây là B này, đây là H đúng không? Các bạn tìm góc H này này. Phi. Đấy, thì các bạn tìm được IB nó chính bằng căn 2 chia 2 rồi. Nhá. Giờ tìm IH. IH thì nó phải vẽ riêng tam giác SAC ra thầy, nhá. IH vẽ riêng tam giác SAC ra. IH à. SAC. SAC như này. I là trung điểm AC, các bạn phải kẻ IH như này này. Đó, I đây, H đây, các bạn phải tìm IH nữa, tìm IH nữa, đúng không? Tìm IH nữa. Thì các bạn tìm IH, các bạn phải kẻ từ kẻ thêm AK ấy, AK vuông góc với lại SC này nhá. AK vuông với SC, có chưa? Đó, AK vuông với SC nhá. Thì các bạn tìm được ngay IH nó bằng một nửa AK. IH bằng một nửa AK. Đấy, và AK các bạn tính theo hệ thức lượng thôi nhá. SA thì bằng 1 rồi này, AC căn 2 này, SC thì Pythagore tìm được ngay bằng căn 3 đúng không? Thì đấy, AK nó bằng 1 phần 2 AK các bạn tính theo hệ thức lượng thôi, nó bằng căn 2 chia căn 3 đấy nhá, căn 2 chia căn 3.
thì các bạn tìm ra IH rồi, tìm IH rồi nhá. Có IH nó chính là bằng gì nhỉ? Căn 2 chia cho 2 căn 3 đấy nhá. IH bằng căn 2 chia 2 căn 3 nhá. Được chưa? Rồi thì có IH này, có IB rồi, các bạn tìm được ngay tang phi thôi, tang phi và các bạn tìm được ngay là gì nhỉ? Phi đó chính là bằng áp tang của căn 2 chia 2 này chia cho IH này, nó chính là bằng mở ngoặc ra là căn 2 chia cho 2 căn 3 đấy, chia cho 2 căn 3 đúng không? Được chưa? Cái này đóng mở ngoặc vào. Được chưa? Đấy thì các bạn đóng mở ngoặc vào nhé. Đóng ngoặc vào. Rồi, nó ra được ngay pi trên 3 này, đúng không? Đấy, ra ngay góc pi trên 3 nhé. Thì cái này các bạn chọn được ngay là góc 60 độ. Đấy là câu số 9 này, làm tự luận cách số 1 nhá. Thì cái này, cách một làm tự luận hơi lâu, cách một làm tự luận hơi lâu. Đấy là cách tự luận này thì chỗ các bạn cách Casio đẹp dài hơn một chút xíu này nhá. Casio đẹp dài hơn một chút xíu. Ôi chưa? Đấy, thì chúng ta chỉ áp việc áp dụng công thức rồi nếu mà máy tính bấm thôi nhá. Câu số 9 này các bạn biết được cái cách của lớp 12, các bạn làm theo Casio thì lên lớp 12 thì thầy sẽ chỉ chữa theo cách Casio này thôi chứ không chữa theo cách một đâu nhá, không không chữa theo cách một đâu, nó rất lâu. Đấy, cách hai Casio thì nó sẽ gắn tọa độ thôi nhá. Cách hai Casio gắn tọa độ rất nhẹ nhàng bằng cách là gắn A trùng góc O cho thầy nhá. Đây là gắn trục O X này, chúng ta sẽ có được các trục O Y như này và O Z như này. Đó, A trùng góc O thì bạn sẽ đọc ngay các tọa độ cho thầy nhá. A trùng góc O thì A có tọa độ là 0 0 0. Đấy, B AB 1 rồi thì B thuộc OX rồi. Thì B này sẽ có tọa độ là 1 0 0 nhá. Đó, ok chưa? C nếu bạn vẽ riêng cái tam giác ABC như này này nhá. A đây này, A trùng góc O rồi nhá. A trùng O. Đấy, AB 1 này này. Đúng không? Mà tam giác này vuông cân tại B đúng không? Vuông cân tại B đây, C đây, chuẩn chưa? Thì OY như này này. Thì C này các bạn đọc hay có tọa độ là 11 thôi nhá. C này có tọa độ 11. Thì đây các bạn đọc hay C thì nó sẽ có tọa độ là gì nhỉ? 110 đấy. 110 nhá. Ổn chưa? Đó, ok chưa? Nhá. Ok, C có tọa độ 110 rồi, còn mỗi đỉnh S thôi, còn mỗi đỉnh S thôi. Các bạn đọc ngay S thì có tọa độ nó chính là 0 này. 01 vì S là 1. Đấy. Xong các tọa độ rồi, các bạn lắp vào công thức rồi thầy nhá. Góc giữa hai mặt phẳng S AC, SAC và mặt phẳng thứ hai là mặt phẳng SBC này nhá. SBC thì các bạn lấy cho thầy các vector như sau. Lấy cho thầy cái vector thứ nhất là vector tính như là vector AF và AC. Đó, mặt phẳng đầu tiên đại diện hai vector AF và AC nhá. Mặt phẳng thứ hai thì lấy đại diện là vector BF và BC đi nhá. BF và BC. Đó, thì các bạn tính cho thầy bốn cái vector này ra, sau đó lắp vào công thức tính Casio nó sẽ ra rất nhẹ nhàng luôn mà chúng ta không phải tìm góc nữa, không cần phải tìm góc nữa, nó hơi mệt như cái phần kia đúng không? Rồi tính AF rồi thầy, AF này cuối trừ đầu thôi là chính tọa độ điểm S luôn, A trùng góc O rồi đúng không? Này chính là 001 này, đấy, ok chưa? AC nhá, cuối trừ đầu nhá. Ở đây trong mỗi z thì vector nó cũng cuối trừ đầu bình thường thôi, cuối trừ đầu bình thường. Đấy. Đối với Casio nó chỉ cần tính bốn vector này là xong thôi, tính bốn vector này xong, ném vào công thức bấm nhá. Ok, rồi AC chính tọa độ C thôi, 1 1 0 này, 1 1 0 nhá. BF này, BF này nhá. BF thì các bạn tính cho thầy thôi. BF thì nó chính là bằng cái thằng nào nhỉ? Cuối trừ đầu đúng không? Đây, trừ 1 này. 0 1, trừ 1 0 1. Tiếp tục BC. Thì cuối trừ đầu nhá. Nó ra được là 0 1 0, 0 1 0, đúng không? Đó, 0 1 0. Đấy là bốn vector xong rồi. Bây giờ các bạn tính cho thầy hai cặp vector này nhân với nhau thì thầy gọi là nhân vào lưu vào vector mới là vector A, thầy lưu vào vector B. Được chưa? Đấy thì chúng ta tính cho thầy thứ nhất tìm vector A trước bằng cách là lưu hai cái cặp vector của mặt phẳng này vào trước đấy nhá. Mốt là 5 mốt 8 nhá. Mốt 8 1 1 để nhập vector đầu tiên là vector SA này nhá. SA bằng cách là nhập là 0 0 1 này. Đó. Ok chưa? Xong một vector này, nhập vector thứ hai các bạn bấm AC đi, sau đó lại làm tương tự 1 8 2 1 để nhập vector B này. Đó, nó nhập như nhập hệ bình thường thôi nhá. Nó chính là một này, một này và không, ok chưa? Rồi xong vector này các bạn bấm này shift 53 nhân shift 54, ok chưa? Bạn ra được vector mới chính là vector A, các bạn vector A các bạn viết ra mấy viết 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 cụ thể ra nhé. Nó chính là âm một này, một này, không, xong một thằng này. Đấy, thằng thứ hai các bạn tương tự mốt 811 để các bạn nhập vector A, lúc này chúng ta phải tính vector thứ hai bằng cách là nhập vector BF vào, nhập nhập vector BF vào nhá. BS các bạn nhập tương tự là trừ 1 này. Đấy, 0 này, 1 này, ok chưa? Và BC, BC các bạn nhập tương tự này, 1 8 này, 2 1 thì BC nó chính là 0 1 0. Ok.
Còn một cộng, ok, xong rồi nhá. Giờ shift 53 nhân shift 54 này ra ra được vector B nhá. Vector B nó chính là đây là trừ 1 này, 0 trừ 1. Xong hai vector này rồi thì bài toán nó trở thành tính góc thôi, tính góc giữa hai mặt phẳng ban đầu, góc giữa SAC đấy và SBC này. Nó thôi gọi là phi đi, các bạn suy ngay cos phi nhá. Cos phi nó chính là bằng góc giữa hai vector này, các bạn ném vào máy tính tính thôi. Nó bằng gì nhỉ? Trị đối của vector A nhân với vector B chia cho độ dài vector A nhân với độ dài vector B. Ok chưa? Đấy chính là công thức, đấy là công thức nhá. Các bạn bây giờ các bạn nhập hai vector này vào thôi, nhập hai vector vào nhá. Ok, 1 này, 8 1 1 thì cái này nó ưu điểm các bạn là không cần phải tính góc ra, không cần phải xác định góc. Chúng ta chỉ cần tính được các tọa độ điểm là bằng máy tính thôi, hoàn toàn bằng máy tính nhá. Ok. Thì nó chính là công thức của lớp 12 một chút. Thì bạn nào lớp 11 chưa biết ấy, bạn nào lớp 11 chưa biết thì chúng ta cứ làm tự luận bình thường nhá. Đó. Còn lại thì chúng ta có thể là học thêm cách Casio này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là làm được tốt hơn. Rồi, vector A nhập xong rồi nhá. 1 8 2 1 này, vector B nhập vào trừ 1 này, 0 này, trừ 1 nhá. Rồi, giờ thì nhập cái biểu thức này vào, nó trị dối thì các bạn bấm ABS thôi. Shift HTP này, shift 53 này nhân với shift 54 chia cho độ dài cái thằng bên dưới chính là mở ngoặc ra nhá, trị đối của vector A là độ dài vector A đấy, shift 53 này. Đấy, nhân với lại trị đối quả độ vector B là shift 54. Xong nhá. Ngoài các bạn tính ra được ngay là 0,866 đấy thì các bạn tính được ngay cái góc này này nhá. Cos phi bằng 0,866 thì suy ra arc cos S này. Thì nó sẽ ra ngay thôi nhá. 0,866. Đấy, chỗ này lỗi chỗ nào à? Góc 60 độ thì cos nó phải ra 1 phần 2 nhỉ? Cos phải ra 1 phần 2 chứ. Cái này chỗ này thì tính máy tính nó bị lỗi chỗ nào rồi nhá. Ổn chưa nhỉ? Chỗ này bấm máy tính nhập phương trình nó shift 53 này. Vector A chuẩn chưa? 1 trừ 1 trừ 1 1 0 nhá. Ok rồi. Shift vector B xem nào. Shift 54 xem nào. Vector B trừ 1 0 trừ 1 thì chuẩn rồi này. Thì các bạn bấm bình thường nhá. Chỗ này thì ra cos phi nó ra 0,8 mấy nhỉ? Ok, chỗ này thì các bạn bấm nếu mà bấm chuẩn thì cos này phải ra 1 phần 2 nhá. Cos này phải ra 1 phần 2 mới chuẩn được. Ok chưa? Cô đang tính chuẩn nó phải ra 1 phần 2 nhé. Thì chắc là chỗ này thầy bấm tính bị lỗi chỗ nào thôi. Còn công thức thì nó vẫn vậy. Công thức cứ tính cốt nó như này thôi. Ôi chà. Đấy, thì chỗ này các bạn tính lại cái vector với lại tính lại vector A, vector B ra nhé. Nó bảo công thức tính lại. Chỗ này chắc là thầy bấm máy tính nó nhầm chỗ nào rồi. Giờ bấm lại hơi lâu. Rồi mình sang câu số 10 nhé. Mình sang câu số 10 nào. Ôi chà. Tiếp tục nào. Chị cho rồi. Ừ đúng rồi. Cái này nó chỉ lắp vào công thức bấm thôi nhé. Trên tử nó chỉ là lắp vào công thức bấm thôi, đúng chưa? À, tích 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 vô hướng, ok, sau đây các bạn, trên tử là tích vô hướng thì các bạn phải bấm trị đối của shift 53 này nhân với lại cái dot dot nha, tích tích vô hướng là shift 57 nhỉ, sau đây các bạn nha, shift 54 này, ok, đó, cái trên tử này cái dấu này này là trị tuyệt đối vector A nhân vector B nhá, thì nhập lại cái tử cho các bạn nhé, cứ đấy thầy quên chỗ này là nhân vô hướng, sau đây các bạn thì nhầm một chút. Đấy, chỗ này là nhân vô hướng thì phải shift 57 nhá. Nó ra cái dấu chấm chấm ở đây này là nhân vô hướng nhá. Nó ra cái chấm chấm ở đây nhân vô hướng này. Ôi trời. Đây các bạn chia cho này. Trị đối mở ngoặc ra trị đối của vector A là shift 53 này. Đấy, nhân với trị đối của shift 54. Ok, trên tử thầy bấm máy tính bị lỗi một chút. Đấy, các bạn bấm chuẩn nó ra 1/2 này. Đấy, cốt chuẩn ra 1/2 chưa? Thì ra ngay phi bằng 60 độ nhá. Đấy, cứ lấy chỗ trên tử này thầy bấm nhầm một chút nhá. Trên tử này các bạn phải bấm cái dấu nhân ở đây này. Dấu nhân đây là vector A nhân vô hướng là cái dòng shift 57 nhé. Nhân vô hướng là shift 57. 57. Ôi chà, nó sẽ ra được cái dấu chấm ở giữa này. À, nhân vô hướng. Ôi chà, thì nó sẽ ra cos phi 1 phần 2 và ra phi 60 thôi. Ôi chà. Bởi máy tính thì các bạn phải hiểu về bản chất của nó cơ. Đấy, phải hiểu bản chất của nó thì chúng bấm sẽ rất nhanh nhé. Đấy. Ôi chà. Cái ưu điểm, cái mỗi cách nó sẽ có được cái ưu điểm riêng, mỗi cách nó sẽ có ưu điểm riêng thì các bạn phải làm nó sẽ quen đi thôi nhá. Các bạn phải từ công thức ấy, các bạn từ công thức cos phi này, thầy không là thầy nhớ cách bấm đâu, thầy không nhớ cách bấm đâu, thầy nhớ từ công thức này cos phi này nó phải bằng trị đối của vector A nhân vô hướng vector B đó, chia cho độ dài vector A nhân độ dài vector B đấy, các bạn phải từ công thức này này. Nhá, các bạn dịch ra
dịch ra cái biểu thức Casio nhé. Chú đừng nhớ biểu thức Casio nó rất dài, nó rất dài. Chú nhìn biểu thức này, chúng ta bấm máy tính nó cần gần như kiểu là chúng ta gõ 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 bàn phím ấy đấy, thì chúng ta phải nhìn công thức chúng ta gõ, chứ đừng có mà nhìn cái cách gõ. Nhìn cách gõ các bạn sẽ muôn đời các bạn không gõ được theo đâu, mà nó phải nhìn công thức để dịch ra Casio mà bấm. Ôi chưa nhá, đấy là cái cách bấm biểu thức nhá. Thầy bấm lại các bạn rồi nhá, chuẩn ra phi bằng 60 độ nhá, chuẩn ra phi 60 độ. Ôi chưa, nhìn cái từ công thức này này, các bạn phải thuộc cách bấm máy tính cái những cái giá trị này rồi nhá. Cái phím này là phím nào, dấu trị đối là phím gì đấy, dấu nhân vô hướng là phím gì rồi đấy, và cái độ dài này nó dịch như thế nào. Thì các bạn chỉ cần nhìn thấy cái biểu thức này, các bạn bấm máy tính nó sẽ rất nhanh, nó sẽ rất nhanh nhá. Chứ bây giờ các bạn chưa biết được cái biểu thức này thì các bạn sẽ bấm nó hơi lâu thôi, chứ còn ra bấm vài lần nó quen hết rồi mà, chẳng có gì đâu. Câu này bấm máy tính nó chỉ chưa đến 1 phút là xong thôi nhá, chưa chưa đến 1 phút xong rồi. Ok rồi, tiếp tục nào, sang câu số 10 nhá, sang sang câu số 10. Era vuông đáy này, era vuông đáy này, thì cái này mô típ chuẩn như sau này, mô típ chuẩn như sau này nhá. Thì các bạn sẽ làm như sau: era vuông về đáy tính góc phi giữa hai mặt phẳng S, ABCD và FBC này nhá, FBC như sau. Thì chuẩn mô típ era vuông đáy các bạn vẽ khung nó nhá, vẽ khung nó câu số 10 nhá. Đó, ok, era vuông đáy thì thẻ kẻ thẳng xuống này, xong khung chưa? Xong khung rồi thì chúng ta lại chiến tiếp thôi, lại chiến tiếp thôi nhá. Rồi, era một chưa? Era một này. E đây, A đây, B, C và D nhá. Rồi era một phi là góc giữa ABC và FBC, thì đây ABC FBC chúng ta biết bước một này nhá, thằng này xác định thằng này là chính là góc B này nhá, góc B này chuẩn chưa. Đấy thì phi chúng ta biết được ngay góc B này tam giác vuông cân tại A rồi, phi 45 độ, phi trên 4, 10 ra A ngay mà. Tại sao chúng ta lại xác định được cái góc giữa hai mặt phẳng SBC và mặt đáy nó chính là góc B này, FBA này nhá, phi bằng FBA đang 45 độ. Cái này nhìn nhanh thôi, nhìn nhanh thôi đúng không? Bước 1 này, góc giữa hai mặt phẳng nhá, các bạn thực hiện theo hai bước cho thầy. Bước 1 là xác định giao tuyến là BC này. Xác định giao tuyến là BC này. Đó, cho tìm hai đường thẳng vuông với giao tuyến nhá. Bước 1 tìm giao tuyến. Suy ra giao tuyến chính là BC này, được chưa? Bước 2, tìm hai đường thẳng vuông với BC. Hai thẳng vuông BC đúng không? Có ngay SB vuông BC này, một thằng. Chuẩn chưa? AB vuông và BC cũng là hai hai thằng, mà hai này lại cùng vuông với hai thằng này cắt nhau tại B đó, thì chuẩn góc nó chỉ có FBA thôi nhá. FBA đấy là chúng ta tiến hành theo hai bước rất nhẹ nhàng thôi. Giao tuyến BC này, tìm hai đường thẳng thuộc hai mặt phẳng này, tìm hai đường thẳng thuộc hai mặt phẳng ban đầu cùng vuông với giao tuyến tại một điểm thì ra được ngay góc nhá. Đó, tìm hai đường thẳng đây chính là SB và AB vuông với giao tuyến thì nó ra được ngay góc thôi, ra ngay góc. Ôi chưa nhá, đấy là câu số 10, nó sẽ nhẹ nhàng như thế thôi, nó sẽ nhẹ nhàng như thế thôi. Ôi chưa, sang câu số 11 nào, câu số 11 nào nhá, tiếp tục chưa, tiếp tục sang câu số 11 nhá. Nó sẽ rất nhẹ nhàng thôi, nó sẽ rất nhẹ nhàng cho các bạn nó làm cái phần hình thì nó sẽ, thầy chữa hình thì thầy chữa nó rất từ từ thôi, chúng ta sẽ làm nó sẽ hiệu quả rất hơn rất nhiều này. Câu 11 nào, 11 SA vuông ở đáy chưa, SA vuông ở đáy này nhá. Thì chuẩn mô típ chưa, chuẩn mô típ nó lại có khung này, lại có khung nhá. Đấy, thế thôi. Thấy nhẹ nhàng chưa? Thấy nhẹ nhàng chưa? Phần hình chúng ta cứ làm từ từ thôi, ăn từ từ sẽ ăn được hết rồi mà. ABCD này, đấy, từ từ thôi, làm không gì phải vội cả đúng không? Hình như không? Cứ phải vẽ chuẩn nó làm gì làm. Rồi, SA1 này. SA1 này, nhá. Phi là góc giữa SBC và SCD này. SBC và SCD đây nó chính là gọi cái góc này. Thì cái câu này thì một là ra tọa độ hóa nhá. Tọa độ hóa các bạn phải đọc cách một là Casio, thì chúng ta đọc các tọa độ điểm S cho thầy này. S này, B này, C này và D nhá. Cách một là tọa độ hóa thì các bạn tự làm nhá. Thầy không bấm lại Casio nữa. Cách thứ hai là các bạn tự đọc cái đỉnh S này, các bạn tính cho 4 vector cho thầy là tính vector BF này. Đấy, BC này như cái câu 9 vừa làm ấy, như câu 9 vừa làm. BF BC nhá. BF BC. CF CS này, CD, ôi chưa? CS CD tính 4 vector này, thế thôi nhá. CS tính 4 vector này, sau đó thì lắp vào công thức bấm thôi, lắp vào công thức bấm nhá. Hai cặp này chúng ta dịch ra vector A này. Vector A, hai cặp này dịch ra vector B. Đấy, và chúng ta có công thức cos phi. Nó chính bằng trị đối của vector A này nhân vô hướng với vector B nhá. Chia cho độ dài vector A nhân với độ dài vector B. Thế thôi, đấy là công thức, đấy là công thức nhá. Chúng ta, đấy là công thức chúng ta đọc rất nhẹ nhàng. Công thức đối với Casio nó chỉ như này thôi.
Còn nếu mà tự luận thì các bạn phải kẻ BH vuông góc với như này này, cho nó phải kẻ BH. Kẻ BH vuông góc với SC tại thì gọi đây là Y đi. Đấy thì cho nối Y với D vào thì góc nó chính là góc như này này, chúng ta phải tính được các cạnh của tam giác. Toàn hóa bạn tự tự làm nhá, thì chữa các bạn theo tự luận cách số 2 nhá, cách số 2 tự luận này. Chúng ta phải tính các cạnh của tam giác. Chúng ta biết ngay tam giác IBD. IBD này. Đó, góc chính là góc chúng ta tính được góc kẻ BI vuông với SC nhá, thì đây ID nó cũng vuông với SC đấy. Vì nó có ngay hai tam giác bằng nhau. SBC bằng SDC, hai tam giác hàng ra bằng nhau thì có IB bằng ID nhá. IBD này. Đó, có chưa? Thì các bạn tính biết được ngay góc này góc tù. Góc này góc tù thì góc giữa hai mặt phẳng thì gọi là góc phi nhá. Thì đây góc giữa hai mặt phẳng cần tìm nó phải bằng 180 độ trừ đi phi. Đó, trừ đi phi, nhìn thì hình biết này góc tù rồi đúng không? Đó, các bạn tính được IB cho thầy, tính ID cho thầy, BC thì BD là trên đường chéo của hình vuông cạnh một rồi, BD căn 2 rồi nhá. Thì căn 2 rồi. Đấy, thì các bạn phải tìm được góc phi thì sẽ có được góc giữa hai mặt phẳng nó chính bằng 180 độ trừ phi thôi. Thì bây giờ các bạn phải tìm IB như thế nào? Tìm IB chúng ta phải biết được ngay là IB bằng ID, nó các bạn gắn vào tam giác SBC. SBC như này, tam giác SBC vuông tại B nhá. SBC chỉ là một tam giác vuông tại B nhá. Các bạn kẻ BI vuông với SC này. Đó, BI như này. Thì bạn tính được ngay BI thôi nhá. SB thì các bạn tính được bằng bao nhiêu nhỉ? SB thì cho SA một chưa? Đấy, hình vuông cạnh một rồi đúng không? Thì ở đây SB bằng căn 2 này, SB căn 2 Pythagore đúng không? SB Pythagore trong tam giác vuông SAB nhá. SB căn 2 chưa? BC 1 này thì ở đây các bạn tìm được ngay. SC nó chính bằng căn 3 này, SC căn 3 thì BI nhẩm nhanh nó chính là bằng cái gì nhỉ? SB này tích hai cạnh góc vuông nhá. SB nhân với BC chia cho cạnh huyền là SC thôi. Đó, ra ngay là bằng căn căn 2 chia căn 3. Căn 2 chia căn 3 nhá. Đó, ra căn 2 chia căn 3 chưa? Rồi, đấy thì áp dụng định lý cốt thôi, tính phi ra cho thầy nhá. Tính phi ơi. Cốt phi thằng ơi. Áp dụng định lý cốt trong tam giác thường này nhá, căn 2 chia căn 3 này. Thì nó ra ngay phi bằng bao nhiêu nhỉ? Bạn tính ra nhá. Định lý cốt trong tam giác thường này nhá. Các bạn bấm luôn căn 2 chia căn 3 lưu ở A đi. Lưu ở A cho thầy. Đấy, cho nó nhanh. Thì định lý cốt này, cốt phi nó chính bằng gì nhỉ? Căn 2 A bình này cộng với A bình nhá. Cộng A bình này, chuẩn không? Đây đấy. Với A nó chính là chúng ta vừa lưu là độ dài cạnh BI với ID nhá. BI với ID chuẩn chưa? A bình cộng A bình này trừ đi bình phương cạnh đối diện là trừ BD bình phương là bằng 2 chưa? Chưa cho. 2 nhân với lại A bình đấy, 2 nhân A bình, chuẩn chưa? Cái định lý cốt để thầy cũng nhắc lại nhá, nó khá cơ bản rồi. Đấy, nó khá cơ bản rồi, đây là A bình, chuẩn chưa? Định lý cốt này ra được cos phi bằng trừ 1 phần 2, cos phi bằng trừ 1 phần 2 suy ngay phi bằng 120 độ nhá. Phi 120 độ thì suy ra 180 trừ phi ra được ngay góc 60 độ thôi, 60 độ thì 11 ra đấy chưa? Đó, ổn ổn nhá, ổn nhá. Đấy, nó sẽ nhẹ nhàng hơn thôi, nó sẽ nhẹ nhàng hơn thôi. Tọa độ hóa thì chúng ta phải lắp vào công thức bấm thôi, lắp vào công thức nhé. Tọa độ hóa thì thầy bấm lại cái tọa độ hóa. Tọa độ hóa thì ở đây chúng ta tính bốn tọa độ bốn các bốn bốn điểm ra SB CD ra nhé. Ok, thì thầy bấm nốt cho các bạn là cái tọa độ hóa câu này nhé, chữa nốt câu 10, câu số 10 nhé. Đấy, câu số 10 thì tọa độ hóa thì bấm nốt này. Chắc là hôm nay thì 9 giờ thì thầy chuẩn bị đến cái buổi dạy của nhóm tiếp theo rồi, chắc là hôm nay mình sẽ chỉ chữa được hết câu số 10 thôi. Thầy bấm nốt cho bạn cái cách tọa độ hóa rồi thì chắc là hôm nay mình sẽ phải nghỉ tại đây nhá. Ok chưa? Đó, buổi sau thì chúng ta sẽ có nhiều thêm nhiều cái skill hay nữa và chữa thêm nhiều cái câu hay nữa. Ok chưa? Các bạn nhớ ủng hộ thầy bằng cách là like share bài nhiều hơn này, theo dõi page nhá, theo theo dõi page, like share bài nhiều hơn thì sẽ có rất nhiều cái tài liệu hay cho các bạn và sẽ có nhiều cái buổi đi vào nó bổ ích hơn nữa. Ok. Rồi, tọa độ hóa nốt cái câu số 11 nhá. Tọa độ hóa nốt câu số 11 này. Đó, bấm máy tính nhá, nhá. Nhắc câu số 11. Đấy, thì chúng ta bấm máy tính câu số 11 xong nghỉ nhá. Thầy hướng dẫn các bạn cách bấm máy tính nó sẽ nhanh một chút xíu này. Từ cái hình các bạn vẽ lại hình cho thầy nhá. Vẽ lại hình nhìn nó đẹp. Chờ chưa? Đấy, thì để ý kỹ là nhá, để ý kỹ là có hai câu bấm máy tính thì câu số 9 với câu số 11 thì sẽ bấm kỹ các bạn này nhá. E này, đây là E này, B này, C và đây chưa? Thì bài này gắn trục nhìn thấy ngay, cho gắn trục nó dễ hơn này. Đây là X này, AD gắn trục OI nhá. Đây là E trùng góc O này. Đây là trục O. Giác chưa? Các bạn đọc cho thầy các tọa độ như sau này. Thì nó sẽ rất nhẹ nhàng thôi, nó sẽ rất nhẹ nhàng thôi, nó cho đây là AB 1 chưa? AD 1 nhá. Rồi,
thằng này SO1 này rồi thì bài toán này rất là dễ luôn, rất là dễ luôn này, ok chưa nhá. S thì nó sẽ có tọa độ là 001 này đấy, E thì trùng góc O rồi 000 nhá. Rồi đọc nốt cái tọa độ cái đỉnh B cho thầy đi. B đây nó chính là 100 này đúng không, vì B thuộc OX chưa, B thuộc OX nhá, AB lại bằng 1 nữa thì 100 rồi. Ôi giời, thằng D này có tọa độ là 010 010 đấy, còn thằng C cuối cùng chính là 110 thôi. Rồi giờ đi tính cho thầy các vectơ là BF này, BC này đấy, một cặp, cặp thứ hai, cặp thứ hai là cặp CF và CD đi, CF và CD đi, ôi giời đấy, ổn nhá. Thì tính cặp thứ hai này, cặp thứ nhất thì chúng ta sẽ tạo ra vectơ A đấy, cặp thứ hai tạo ra vectơ B. Rồi có vectơ A, vectơ B nó lại sử dụng cốt thôi nhé, bằng chia đối quả vectơ A này nhân với vectơ B đấy, chia cho độ dài vectơ A nhân với độ dài vectơ B nhá. Thì caso công công thức chỉ như này thôi, các bạn phải nhìn công thức để dịch ra cái cách bấm máy tính chứ đừng nhìn cách bấm của thầy nhá, đừng nhìn cách bấm, từ công thức chúng ta phải dịch ra cách bấm nhá, chứ chúng ta đừng 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 nhìn cách bấm, nó sẽ rất là khó hiểu đúng không. Rồi BF các bạn tính cho thầy bốn vectơ này nào, BF bằng bao nhiêu nhỉ, BF này nhá, cuối chữ đầu thôi, cuối cuối chữ đầu này, BF này thì ở đây nó chính là gì nhỉ, F trừ đây là trừ một này, trừ một không một nhá, trừ một không một. Tiếp tục BC này sẽ là gì nhỉ, C trừ B thôi, C trừ B đây không này, không một không, không một không, xong một cặp này, cặp thứ hai là CF, CF này cuối trừ đầu nhá, là F trừ C, F trừ C đây nó chính là trừ một, trừ một một, trừ một, trừ một một, ôi giời đấy là S trừ C này, S trừ C nhá. Tiếp tục CD, CD thì ở đây nó chính là D trừ C đúng không, D trừ C đây đây là trừ một không không, trừ một không không đúng không, đó trừ một không không, ôi giời D trừ C nhá, trừ một không không, ok. Rồi đến đây các bạn nhập dịch ra vectơ A này, 1811 nhá, thì nhập này trừ một này, không này, một này, đó thầy bấm sẽ rất nhanh nhá, vectơ A 1 8 2 1, tiếp vectơ B nó chính là 010 thôi, 010 này, đúng chưa? Đấy là vectơ B nhá. Rồi đấy là hai thằng BF với BC này, BF với BC bấm shift 53 nhân shift 53 này nhân shift 54 nhá, thì nó ra được cái vectơ A, bạn chép lại cho thầy. Đấy, thằng này ra vectơ A này, vectơ A bằng gì nhỉ, trừ một không, trừ một này đấy, một thằng, thằng thứ hai nó phải nhân hai vectơ này vào, nhân hai vectơ giờ ra vectơ thứ vectơ B bằng CS nhân CD đúng không? Tạm thời nhập là CS là vectơ A nhé, tạm thời nhập CS ra 1811 này, đó là trừ một nhá, trừ một một này, được chưa? Tiếp tục vectơ B này 1821 đó chính là trừ một này, không không. Rồi lại shift 53 nhân shift 54 thì nó chính là vectơ B ở đây, vectơ B chúng ta ra ngay là không này, trừ một, trừ một. Rồi giờ lắp vào công thức cốt thôi, lắp công thức cốt thì nó phải nhập lưu hai vectơ này vào đã, AB chúng ta có rồi này, 1811 này nhá, nó ra được trừ một này, không trừ một. Rồi vectơ B nó chính là 1821 nha, không trừ một, trừ một, trừ một này, ok. Rồi giờ thì bấm shift 53 này nhân xong vectơ A rồi thì chúng ta bấm chỉ đối này, tử nhá, chỉ đối này, vectơ A nhân vectơ B là shift 53 này nhân với lại shift 57 đấy là cái đó đó đấy, shift 54. Rồi xong tử này, xong tử nhá, xong cái tử chia cho mẫu này, mở ngoặc ra, độ dài vectơ A là chỉ đối là cái thằng ABS đấy, đấy cái thằng ABS này, shift 53 nhân với lại chỉ đối shift 54 đấy, xong thì ra kết quả 0,5 chưa, cos phi 1/2 này, đấy thì ra ngay phi bằng 60 độ thôi, đấy là câu số 11 nhá. Đấy là câu số 11 thì nó sẽ không phụ thuộc vào cái chúng ta không phải tìm góc nữa, chúng ta không phải tìm góc nữa, nó sẽ công nghiệp hơn. Đấy, cách chúng ta làm theo cách nào cũng được, một là nó phải tìm được góc nếu mà chúng ta biết được, còn cách này sẽ an toàn hơn trong mọi bài toán, an toàn hơn cho mọi mọi bài toán, cho cứ việc đọc tọa độ xong thì ném vào máy tính bấm, nó sẽ công nghiệp, không biết bài khó hay dễ nhá. Thì đấy là câu số 11, đấy câu số 11. Ôi trời, nay thì chắc là mình sẽ tạm nghỉ tại đây thôi nhá, hẹn gặp các bạn trong những buổi live lần sau, nếu thấy hay thì cố gắng là like, share bài nhiều hơn và theo dõi page nhiều hơn nhá, bye bye.